bé mẹ ra trước. Bé nào con? Con bé đi. Rồi người ta chưa có bán hàng gì hết. Đâu thử đi lên lầu 2 coi có được đi ra ngoài không, thử đi lên đi vô. Đi lên lầu 3. Thường mấy giờ người ta mới mở cửa, 7:30 8 giờ.